cảm động rơi nước mắt với tình bạn của anh Vũ và Lê Ông Vũ. Dù bản thân anh Vũ không còn nữa, nhưng khi đến quán cũ, ca sĩ Lê Ông Vũ vẫn gọi món ăn ưa thích, bia, và để dành chỗ cho cố nghệ sĩ anh Vũ. Lê Ông Vũ xúc động viết The Past Memories, kỷ niệm xưa nhắc lại thêm buồn buồn. Bạn thích bia hay extra cold, uống dễ ngủ nè, cheers. Cảm ơn bạn đã đưa Leon đến gần với khán giả của bạn. Cảm ơn khán giả bây giờ của bạn yêu thương Leon như đã từng và mãi mãi yêu thương bạn, mãi mãi đó. Ngày sau khi nhận tin anh Vũ qua đời, Leon Vũ đã thay gia đình nam diễn viên lo toàn bộ thủ tục nhận thi thể bên Mỹ rồi đưa về Việt Nam. Tại Việt Nam, nam ca sĩ cùng gia đình anh Vũ lo hậu sự sao cho thật chu đáo. Do đã quá lo mà do bạn mà ca sĩ bị kiệt sức và chảy máu mũi. Với tình cảm và sự tận tâm mà Leon đã dành cho người bạn quá cố, khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Sau khi lo xong hậu sự cho anh Vũ, ca sĩ Leon đã lên đường về Mỹ. Leon cũng đã chia sẻ bức ảnh ngồi trầm tư trên máy bay với đôi mắt đẫm lệ. Anh cũng nhắn nhủ tới cố nghệ sĩ anh Vũ, bạn luôn trong tim. Những dòng chia sẻ của Lê Ông Vũ đã khiến công chúng nghẹn ngào khi nhớ lại cố nghệ sĩ anh Vũ. Anh Vũ cũng đã livestream để nói lời chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà mọi người đã dành cho mình cũng như anh Vũ trong những ngày vừa qua. Thank you.
có ai hay anh đến cuộc đời, vang khắp tiếng cười cho đời vui. Đi từ sân khấu đến cuộc đời, thành phố thôn quê rộn ra cười, thương mến chân tình chốn lòng nhân. Một sớm anh đi gieo khắp nhân trần, mọi gọi chung chân anh dừng bước, thân nơi xứ người tim lạnh lẽo, bóng ấm tình thâm nghệ sĩ chung và nghệ sĩ Anh Vũ gặp nhau lần đầu tiên cách đây khoảng 15 năm trong một lần nghệ sĩ hài sang Mỹ lưu diễn. Những cuộc trò chuyện và những lần đi ăn đi chơi chung đã vun đắp tình bạn của Anh Vũ và Leon ngày càng trở nên thân thiết. Thông qua Anh Vũ, Leon được làm quen với những nghệ sĩ từ Việt Nam sang như nghệ sĩ Hồng Vân, Minh Nhí. Đi đâu hay gặp ai, Anh Vũ cũng giới thiệu Leon là bạn thân và những người trong gia đình của mình. Từ khi mấy anh em chơi với nhau, mỗi lần qua Mỹ, anh Vũ không ở khách sạn hoặc nhà người lạ nữa, mà về nhà tụi này ở. Anh bảo ở vậy cho có anh có em, cùng nhau tâm sự cho vui, và để chúng tôi khỏi phải mất công đưa đón anh đi ăn uống cho mệt. Leon kể, Leon rất quý trọng anh Vũ bởi cố nghệ sĩ có tính cách rõ ràng, thẳng thắn giống mình. Anh ấy không bao giờ lợi dụng bạn bè, kể cả tiền bạc lẫn tình cảm. Leon nói, trong ký ức của anh, bạn thân là người rất tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ tính và thường ghi chép rất cặn kẽ mọi thứ cần thiết trong điện thoại. Anh Vũ hài hước và rất hay làm thơ. Mỗi lần ngồi với bạn bè, anh Vũ đều khiến mọi người không thể nhịn cười vì những trò trêu chọc của mình. Trong suốt 15 năm làm bạn bè với nhau, Leon nhiều lần về Việt Nam chơi với anh Vũ. Anh kể, nếu về Việt Nam 10 ngày, thì 7 ngày tôi đi chơi với anh Vũ. Trừ khi thời gian đó phải đi diễn nước ngoài, thì đành phải chịu. Còn nếu diễn tính
dân ở tỉnh. Anh ấy lúc nào cũng rủ tôi đi cùng. Nam ca sĩ nhớ nhất một lần về Việt Nam và theo anh Vũ đi diễn ở Bảo Lộc.